Ok, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn là cấu hình để chúng ta có thể dùng import và export nha. Về cơ bản thì chúng ta hiểu như thế này. Ví dụ như bây giờ á, chúng ta muốn chia nhỏ những cái file này ra thì sao? Ví dụ thầy muốn cho file này vào một file khác, ví dụ đây là thầy sẽ cho file một cái file tên là student object ở đây. .ts. Được chưa? Đấy, thầy cắt cái này vào đây luôn. Đó. Thì đương nhiên á, bên cái file này, bên chỗ này này, đích này tự động nó build ra cái cho mình đây đúng không? Là JavaScript thôi, không có gì. Đó. Tương tự thầy cắt cái này qua một cái nữa, cắt luôn. Nó thành một cái file nữa có tên là student service đi. Rồi. Chấm .ts. Thầy sẽ cắt toàn bộ cái gì liên quan đến student service này. Cắt nó qua, cắt bỏ đây và lưu cái này lại. Thì đương nhiên á, bây giờ đây nó không còn những cái gì liên quan đến hai cái kia nữa nha. Thì bây giờ mình làm thế nào mà bên cái file student service này có thể sử dụng được student object đấy? Thì chúng ta làm như sau: trong những cái chỗ nào mà mình muốn import đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp là export. Export x ở thầy nhầm cái từ này rồi. Export này. Thế là xong thôi, đúng là bên này bắt đầu cái chỗ mà đang dùng các bạn, ví dụ là chỗ này đang cần cái này này thì ở trên đầu á, mình sẽ phải là import. Đối với cái import này ta gọi là import. Và cái tên của nó thì chúng ta phải dùng cái số xoắn này. Đây thầy chỉ cần như này thôi. Hoặc là các bạn thế này nó hiểu này. Các bạn để chuột vào ở cuối cái tên này, các bạn căn con chấm một cái, thấy chưa? Căn con chấm này, nhìn này. Căn con dấu chấm nhá, dấu chấm này. Căn con dấu chấm là dấu lớn hơn á, cộng với căn con dấu lớn hơn là căn con dấu chấm. Đây. Để cuối cái tên đó. Đấy, tự đi mọt vào đây này, đó thấy chưa? Đó, rất là hay. Tiếp theo ở bên cái chỗ mà app này này, bây giờ chúng ta muốn dùng service đúng không? Bên app này chỉ cần dùng service thôi, thì mình lại ở cuối cái file app này mình cắt con chấm cái new student service. Rồi hãy tách ra chút nha, thầy để căn đây em chấm đây. À tại sao? Tại vì sao? Tại vì bên này mình chưa export nó ra đúng không? Mình chưa cắt con chấm được nên vào đây phải export nó ra đâu rồi nhỉ? Đây, export nó ra. Đó, khi export rồi nhá thì bên đây bắt đầu mới gì? Nó tự động nó có cho mình import này, các bạn nhìn này. Ctrl chấm thấy chưa? Đó, nhìn cú pháp này. Đấy. Các bạn viết viết thì viết từng mình như này cũng được nhá, hoặc là các bạn sẽ Ctrl chấm. Nếu như mà nó không Ctrl chấm được như thầy thì mình cứ viết thôi. Import, nguyên tắc của nó là xoắn xoắn trước tên. Đây này, nó hiểu luôn các bạn này. Mình Ctrl cách một cái nhé, để chuột ở trong cái dấu này mình Ctrl cách một cái nó cho mình những cái này. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái service đúng không? Đấy, tự nó hiểu các bạn này. Hoặc chúng ta viết tường minh như này. Phải viết nhá, viết này, viết bình thường. From này, from mở nháy nháy ra. Đầu tiên dấu chấm trước thì dấu này, sau đó thì tùy vào, nếu ở thư mục khác thì mình đi vào tên thư mục. Wow. Ở thư mục ngoài thì chấm chấm suộc nhá, chấm chấm suộc. Ví dụ thư mục ngoài này chấm chấm suộc đích này. Đấy. Rồi cái gì đó đúng không ạ? Nhưng đích không có gì nữa. Đấy thầy ví dụ thôi. Còn ở trong cùng thư mục thì mình cứ thế thôi mà vào đây này. Đây là cách chúng ta ghi từ từ. Nếu như máy của bạn nào á, phần mềm của bạn nào nó không hỗ trợ như cái của thầy thì mình có thể làm từ từ vậy cũng được. Thì về cơ bản ở đây nó sẽ không còn lỗi các bạn nhé. Ở đây thì nó không có lỗi, nhưng mà trên cái trình duyệt thì nó sẽ lỗi. Trên trình duyệt nó lỗi bởi vì trình duyệt nó chưa hỗ trợ được. Nó chưa hỗ trợ được import đấy. Đâu rồi, chúng ta đâu rồi? Đây, nó chưa hỗ trợ được, nó báo lỗi này. Đó, export not default, it not defined. Rồi, thì bây giờ chúng ta cứ từ từ nó làm cái vấn đề đấy. Bây giờ mình thử
Bill ở trên này nó có chịu không nhá? Bill trên này nó có chịu không? Thầy sẽ cộng một cái mới nữa đây này. Comment đây. Thầy thử đi vào đích. Thầy thử node code. Có thể app nhỉ? À, node app, sorry. Đấy, các bạn thấy chưa? Ở trên đây thì nó chạy rồi nhưng mà lại có một vài vấn đề liên quan đến storage các kiểu ấy. Cái lỗi này là do Node.js thì nó chưa có hỗ trợ sẵn cái local storage mà chúng ta phải cài vào nhé. Nhưng mà đoạn này chúng ta chưa quan tâm lắm. Bây giờ mình quan tâm ấy, làm thế nào để mình có thể là dùng cái import ở trên trình duyệt nhé. Còn trên đây thì nó chạy rồi đấy nhé, nó chạy rồi chứ không không vấn đề gì nữa, nó không báo lỗi gì là được rồi. Trên đây nó chạy rồi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nhúng này. Chúng ta lên Google, chúng ta tìm cái từ khóa có tên là System.js. Em nhìn nha. Bước vừa rồi là mình chỉ export với import thôi. Bây giờ này System.js này. System.js này á, chúng ta sẽ đi đến cái GitHub của nó. Trên trong slide có đúng không? Nó có một cái file trong mục đích này này. Cấp cho mình hai file. Một là file system.js hoặc là file system.min. Thì chúng ta sẽ down cái file .min cho nó nhẹ nhá. Các bạn kích vào cái file đó, kích vào round này, round này bên bên phải đây này, chỗ này này. Rồi mình lưu về. Mình không dùng online được đâu nhá, cái này mình lưu về. Thầy sẽ lưu ở đâu? Desktop của mình, thư mục của mình, TypeScript. Thầy lưu vào trong code luôn, trong đích thì luôn, bởi vì nó biên dịch vào đây hết mà. Lưu đây. Rồi. Lưu vào đây nha. Bước tiếp theo thầy sẽ mở cái file index lên. Thầy sẽ nhúng cái file đó trước, cái file này trước. Đích này, system này. Đó, sau đó chỗ này thì thay vì thầy nhúng src bình thường, thầy dùng cái system đó, system mà mình vừa nhúng ở trên kia. System chấm import import đây, import cái file này vào đấy. Bây giờ mình thử nhá, xem nó cho nhá. Bây giờ xem nó được chưa này, đoạn này thì nó chưa được, nó vẫn chưa được đâu. Nó bảo là cái export này vẫn chưa hiểu. Vẫn chưa hiểu cái này. Tại vì sao? Cái cách biên dịch đây á, vẫn là đang biên dịch của WordPress. À quên, thầy nhầm, đang biên dịch của Common.js các bạn, Common.js. Thì bây giờ mình phải biên dịch theo kiểu của system. Thì chúng ta mở cái file test config ra, file này này. Đấy nhá, trước khi ta xem đây này, xem khác này, thấy chưa? Khác này. Đó. Cái code của nó là dùng cái define object, define property, export tùm lum cho nó không hiểu đâu, trình duyệt nó không hiểu cái này, mình phải sửa thành system cho đồng bộ đây. System. Rồi. Sau khi biên dịch ra các em nhìn này. Bây giờ biên dịch ra thành cái system chấm register, nó biên dịch cái nhá. Đấy. Đấy. Tuy nhiên á, nó có một cái lỗi khác, đó là nó không hiểu cái file system service ở đâu cái gì cả. Không. Bởi vì bản chất á, tên trình duyệt thì nó gọi một cái đường link, nó cần phải có cái đuôi ở sau ấy, cái đuôi ở sau các em ạ, cái đuôi mở rộng các em, cái đuôi mở rộng ấy nhá, trình duyệt phải có cái đuôi mở rộng. Cho nên á, những cái chỗ mà mình đang import ở chỗ file app này này, chỗ nào cần import thì mình chấm thêm js ở đây á, nó tự nó hiểu không sao cả nhá. Mặc dù trong này nó chả thấy cái file js nào cả nhưng mà tự nó sẽ hiểu được cái chỗ này. Đấy. Ví dụ service này mình import này cũng chấm js này. Thì để sao để lên đây á, nó build, nó thấy chưa, nó build được cái này đó. Thì bây giờ cái dáng của mình cứ phải nó gọn được chưa. Tất cả những file mà mình khai báo chức năng thì mình sẽ khai báo riêng ở đây, còn khi nào mình dùng thì mình gọi nó vào, được chưa? Đấy là cái cơ bản đúng không? Ngoài cái import class ra thì chúng ta có một cách import nữa, gọi là import default. Ví dụ bây giờ thầy import default nha. Bên này à, sorry, là export default chỗ này này, export default
Rồi. Import default á thì bên đây bên kia chúng ta phải dùng như sau. Bên chỗ mà import á phải sửa lại chút. Chỗ này các bạn. Giờ thầy xóa này đi nhá, thầy từ căn con chấm lại ra gì này. Import như như kia nhưng mà em thấy nó không còn cái tên nữa, chưa? Không còn cái dấu xoắn nữa. Còn dấu xoắn nữa các bạn ạ. Rồi. Thầy cũng phải chấm cái Z sau các bạn ạ. Đấy, là bình thường trở lại rồi đúng không? Bởi vì trên trình duyệt nó mới có cái logo storage nha. Rồi, thì bây giờ cái chỗ này có cái hay là gì? Các em thích import gì được, ví dụ std service như này. Ok. Hiểu luôn đúng không ạ? Cái tên nó không cần chính xác. Nó chỉ cần đúng cái tên file thôi, còn cái tên không cần chính xác. Nó lại gọn đi rất là nhiều. Thế còn cái cách mà import bình thường này thì chúng ta có thể đổi tên được không? Cách này các bạn này, ví dụ trong đây á, mình muốn đổi tên gì? Chúng ta add cái std, chúng ta đổi cái tên mới thì chỗ này mình hoàn toàn có thể dùng. Chỗ này là chỗ nào có student thì mình hoàn toàn có thể dùng là control D, có thể dùng hết thành cái đây std thôi đó, đổi tên mới đi mà std này. Còn chỗ nào không? Đây nữa, đổi luôn. Còn chỗ nào không? Hết rồi đúng không ạ? Ok, vẫn bình thường các bạn thấy không? Vẫn bình thường. Nó đổi tên. Chúng ta xem nó build thế nào nhé, ta phải xem kết quả nó build thế nào. Build thế nào đây. Bản chất của cái JavaScript thì nó chỉ build ra này thôi các bạn. Nó dựa vào cái system Z này, này. Nó sẽ sử dụng đúng không? Sử dụng cái cú pháp của system Z. Vẫn là thế thôi. Đấy, rất là khủng khiếp. Này. Điểm trung bình cái kiểu đây, cái này mình đã xử lý rồi, nó build ra cũng rất là dễ hiểu thôi. Nó có từ export default đây. Ok. Thì cái phần import thì thầy sẽ thôi thầy giới thiệu thêm vài cái nữa đi. Ví dụ đây nhá, mình ngoài cái này ra mình có thể có thêm vài cái export nữa, ví dụ là export export, ví dụ export cái gì đó đi, ví dụ s đi. Và đi, s. Đó thì cái này này mình có thể dùng ngoài kia được, chỗ nào mà dùng được, có chỗ nào cần import vào thì cứ dùng thôi. Ví dụ đây ngoài cái này là mình có phải thêm cái nữa, phải các bạn cần cách cái nó ra s này của cái trong cái file này nó có thì mình dùng được các bạn nhé. Đây là biến đúng không, ngoài ra có thể có hàm, ví dụ trong đây mình import cái function đấy. Thầy ví dụ thôi nhé, không cần phải chính xác, ví dụ thôi. Đó. Thì ra ngoài này cái S này khi dùng chúng ta dùng như hàm nhé, dùng như hàm. Ví dụ như là thầy ví dụ thôi, ví dụ mình gọi là S ở đây thì mình phải gọi như hàm này, còn biến thì mình gọi như biến. Đó, thấy chưa? Rồi thì đây là giới thiệu thêm về cái import. Rồi nhưng mà các bạn từ đây các bạn có thể là tự xử lý được cái vấn đề về chia nhỏ file được rồi nhá. Đấy, và nếu như sau này các bạn có xây dựng một trang web mà nó cần xử lý nhiều JavaScript thì thầy khuyên đó, chúng ta nên sử dụng cái TypeScript kiểu như này, System Z kiểu này để mình chia nhỏ file, mình xử lý cho nó để mình quản lý code cho dễ thôi các em, mình quản lý code này cho dễ này. Chứ còn bản chất khi nó build ra thì các bạn thấy là nó code nó rất là bẩn đây đúng không ạ, rất là xấu. Mà chúng ta không cần quan tâm chỗ này, mình còn quan tâm cái đầu nguồn mình code đây thôi nhé, mình code sạch và code thì dễ hiểu là được rồi, còn đầu ra thì kệ nó, tạm mà như thế.